Sáng ngày 25 tháng 9, tại vùng biển xã Tam Thành, thành phố Tam Kỳ, nhiều người dân có nhà nằm sát biển đã chủ động xúc cát biển, đổ vào bào, chèn mái tôn của nhà mình. À, sáng nay, à, nghe tin bổ, anh em lấy bô cót để chèn chống nhà cửa, à, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Thì để án bố thôi, mình đồn nước thôi, nó vô cũng nôm thì mình cứ lo mình chèn đồ của mình đó tự bảo vệ mình thôi chứ. Ừ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, cơn độ bão Noru liên tục mạnh lên. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão ở cách đảo Luzon, Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km h giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão quét qua đảo Luzon và sau đó đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 đến 8 m, biển động dữ dội.